Nữ diễn viên Việt nổi tiếng chạm mốc 127 kg, nhan sắc vẫn gây ấn tượng. Nữ diễn viên này xuất hiện quen mặt tại các dự án phim truyền hình và điện ảnh. Ngoài khả năng diễn xuất duyên dáng, hài hước, diễn viên Tuyền Mập còn gây ấn tượng với cân nặng quá khổ của mình. Chia sẻ trước truyền thông, cô cho biết bản thân đã đầy đặn từ bé, khác xa so với bạn bè cùng trang lứa. Từng có thời gian, diễn viên Tuyền Mập lên đến 115 kg. Con số này tiếp tục tăng dần sau khi cô ở nhà trong thời gian dài, ít vận động. Cân nặng hiện tại của diễn viên Đất Rừng Phương Nam đã leo thang lên đến con số 127 kg. Diễn viên Tuyền Mập từng gắt gao áp dụng nhiều phương pháp giảm cân, tập luyện nhiều bài tập nặng ở cường độ cao, nhưng cân nặng và vóc dáng của cô vẫn không phần nào thay đổi. Tuy nhiên, vượt mặc cảm về ngoại hình, nữ diễn viên vẫn chăm chỉ theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Diễn viên Tuyền Mập cho biết hình thể của cô không ăn điểm, nhưng được mời đóng phim vì nhà sản xuất quý mến. Lần gần nhất, diễn viên Tuyền Mập góp mặt vào dự án phim điện ảnh Cái Giá Của Hạnh Phúc. Dự án này có thêm sự xuất hiện của các diễn viên Thái Hòa, Uyển Ân, siêu mẫu Xuân Lan. Tại họp báo ra mắt, diễn viên Tuyền Mập gây bất ngờ khi xuất hiện trong tạo hình quyền lực. Điểm nhấn là đôi môi đánh son đỏ tươi. Nữ diễn viên diễn nguyên cây suýt đen, được thuê may đo riêng. Do đó, giá trị của thiết kế này khá cao, gần bằng một món đồ hiệu. Diễn viên Tuyền Mập từng xuất hiện trong nhiều dự án phim truyền hình, điện ảnh, web drama và gây ấn tượng mạnh mẽ với công chúng. Năm 2015, cô kết hôn, có chung với chồng một cô con gái.